Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không thể tách rời, là một phần lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Đó là chân lý bất di bất dịch trong trái tim của con dân đất Việt từ bao đời nay. 50 năm trôi qua, kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép, hai tiếng Hoàng Sa vẫn luôn là nỗi đau đáu của người Việt. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, vùng biển nước ta có diện tích khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích Biển Đông. Vùng biển nước ta có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ được phân bố khá đều theo chiều dài bờ biển và hai quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc là Hoàng Sa, Trường Sa. Bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này đã và đang được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế và nhiều nhà khoa học khẳng định. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này là rõ ràng, liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ hiện hành, nguyên tắc chiếm hữu thật sự của công pháp quốc tế. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ từ thế kỷ thứ 17 cho thấy hai quần đảo được thể hiện liền một dải, bao gồm cả Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa, và ban đầu được người Việt gọi chung một tên nôm là Bãi Cát Vàng, thể hiện trong bản đồ cổ của Việt Nam mang tên Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, do nhà địa lý Đỗ Bá biên soạn và hoàn thành năm 1686. Vào nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức đội Hoàng Sa lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa ra quần đảo Hoàng Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Chúa Nguyễn lại tổ chức thêm đội Bắc Hải lấy người thôn Tứ Chính hoặc xã Cảnh Dương, phủ Bình Thuận cấp giấy phép ra quần đảo Trường Sa với cùng nhiệm vụ như đội Hoàng Sa. Suốt trong 3 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 17 đến cuối thế kỷ thứ 19, dù trải qua nhiều triều đại khác nhau, nhà nước quân chủ Việt Nam đều đã xác lập và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không gặp phải bất kỳ sự tranh chấp, phản kháng nào. Thực tế này được chứng minh trong nhiều tư liệu, sách cổ, văn bản pháp lý của nhà nước, bản đồ thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được lưu giữ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, như Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đỗ Bá, Tự Công Đạo Sưu Tập biên soạn và hoàn thành năm 1686, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn năm 1776, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú năm 1821, Hoàng Việt Địa Dư Chí năm 1833, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên năm 1844 đến năm 1848, Đại Nam Thực Lục Chính Biên năm 1844 đến năm 1848, Việt Sử Cương Giám Khảo Lược năm 1876, Đại Nam Nhất Thống Chí năm 1882. Đặc biệt, Bộ Atlas Thế Giới của Philippe van der Maelen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam. Ngoài ra, các châu bản triều Nguyễn là các văn bản hành chính chính thức của triều đình nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945 có dấu son của vua là bằng chứng quan trọng khẳng định việc nhà nước quân chủ Việt Nam đã xác lập và triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo, như hàng năm cử các đội Bắc Hải kiêm quản đội Hoàng Sa ra hai quần đảo khai thác các tài nguyên sản vật trên biển và thu lượm hàng hóa trên các tàu bị đắm, đo đạc vẽ bản đồ, dựng bia, lập miếu, trồng cây, cứu trợ các tàu thuyền nước ngoài gặp nạn. Đây là các tài liệu quý giá của triều đình nhà Nguyễn để lại cho thế hệ sau. Khối tài liệu châu bản đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu cấp quốc tế. Năm 1975, cùng với tiến trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giải phóng các đảo do quân đội Sài Gòn đóng giữ như đảo Trường Sa, Sơn Ca, Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn và An Bang thuộc quần đảo Trường Sa. Đồng thời, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 năm 1976 đến 1981,
Quốc hội của nước Việt Nam Thống Nhất được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp tục quản lý và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bằng nhiều hoạt động, vừa đảm bảo đầy đủ và đúng thủ tục trên phương diện đấu tranh pháp lý, vừa đảm bảo củng cố và duy trì sự hiện diện của quân và dân trên các thực thể địa lý hiện đang đặt dưới sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, năm 1982, Việt Nam đã thành lập huyện Hoàng Sa và huyện Trường Sa, mà nay huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trong huyện Trường Sa có các đơn vị nhỏ hơn trong đó như thị trấn Trường Sa, bao gồm đảo Trường Sa lớn và phụ cận, xã Song Tử Tây, đảo Song Tử Tây và phụ cận, xã Sinh Tồn, đảo Sinh Tồn và phụ cận. Như vậy, Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này qua các thời kỳ lịch sử. Cần nhớ rằng, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 10 năm 1970 ghi rõ lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm đóng quân sự, kết quả của việc sử dụng vũ lực trái với các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh thổ của một quốc gia không thể là một đối tượng thụ đắc bởi một quốc gia khác do đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực. Bất kỳ sự thụ đắc lãnh thổ nào bằng sự đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực đều là bất hợp pháp. Do đó, việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1974 là trái ngược với luật quốc tế, không thể mang lại danh nghĩa pháp lý cho nước này đối với quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa vẫn mãi là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Ngày 19 tháng 1 là tròn 50 năm Trung Quốc đã cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 19 tháng 1 năm 1974, 19 tháng 1 năm 2024. Vào tháng 12 năm 2023, đoàn gần 100 cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên đã tham gia chuyến hành trình về nguồn qua miền Tây Bắc năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và một trong những điều ấn tượng nhất là khi đến thăm nhà tù Sơn La, đoàn đã tham dự được một cuộc triển lãm về chủ quyền biển đảo Việt Nam với rất nhiều cảm xúc. Đã có hàng trăm triển lãm chuyên đề như thế này được trưng bày trên khắp cả nước. Nhưng nhìn những bức ảnh tư liệu minh chứng chủ quyền biển đảo của đất nước trong khoảng sân đầy nắng của một di tích lịch sử, biểu tượng về ý chí quật cường giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi, thật khó để diễn tả hết niềm xúc động của những người có mặt. Trong hàng trăm bức ảnh của triển lãm, có một tư liệu chụp tờ khai sinh của một công dân Việt Nam được làm tại Hoàng Sa. Tờ khai sinh được lấy từ nguồn lưu trữ của Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao, tờ khai sinh bằng tiếng Pháp được dịch ra tiếng Việt. Đứng trước tờ khai sinh của một công dân được sinh ra gần một thế kỷ trước ở Hoàng Sa, một thành viên trong đoàn cán bộ chợt nhớ câu chuyện không thể quên của một đồng nghiệp đàn anh, nhà báo Vĩnh Quyền, vẫn thường hay kể mỗi khi nhắc đến Hoàng Sa. Năm 1993, trong một lần chuẩn bị ra công tác ở Trường Sa, anh tìm đến nhà người thầy giáo cũ để mượn tài liệu biển đảo tham khảo. Khi đến nhà thầy giáo, anh được giới thiệu hai người con trai sinh đôi của thầy tên Quang Ảnh và Hữu Nhật, cùng con gái út tên Duy Mộng. Vốn chưa hiểu rõ nên anh cũng không để trong lòng. Sau đó khi về khách sạn, đọc bản dịch luận án của thầy, anh mới xúc động hiểu ra và không giấu được sự xấu hổ khi biết được địa danh Quang Ảnh, Hữu Nhật và Duy Mộng là tên ba đảo lớn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nhà báo Vĩnh Quyền tâm sự, tôi đã vô tâm nghe lướt qua khi người thầy cũ trang trọng giới thiệu tên những đứa con. Nhưng đó không chỉ là tên ba hòn đảo của quần đảo Hoàng Sa được thầy ấy chọn đặt cho những đứa con của mình. Quang Ảnh, Hữu Nhật và Duy Mộng cũng chính là tên của những vị xuất đội thủy quân đã được vua Gia Long và vua Minh Mạng cử ra ngàn khơi trấn giữ Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 19. Trong đó, xuất đội Phạm Quang Ảnh đem đoàn ra khảo sát trong các năm 1815-1816, còn các xuất đội Phạm Hữu Nhật, Lê Duy Mộng, Trương Phúc Sĩ, Phạm Văn Nguyên cùng đội Hoàng Sa đã ra Hoàng Sa, Trường Sa, cắm trụ chủ quyền, dựng bia, lập miếu, trồng cây, đo đạc, vẽ bản đồ. Tên của những tiền nhân có công khảo sát, xây dựng được lấy làm tên đảo. Tên của đảo được hậu thế đặt tên cho con cái mình. Từ bao đời, tình yêu Hoàng Sa vẫn như những hồng cầu luân lưu trong huyết quản mỗi người dân Việt Nam. Nhìn tờ khai sinh, nhớ đến những tên đảo đã thành tên người, một thành viên trong đoàn lại nhớ về người thầy Nguyễn Mai Trọng ở một ngôi trường miền Tây Quảng Trị
âm thầm hành động góp phần truyền đi tình yêu biển đảo trong các em học sinh. Gần 10 năm trước khi làm hiệu trưởng trường Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, thầy Nguyễn Mai Trọng đã phục dựng một mô hình về trận chiến bảo vệ gạc ma, đặt tên Hoàng Sa Trường Sa cho những con đường trong khuôn viên trường. Sau này chuyển về làm hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở ở xã A Sinh, thầy Trọng cũng đặt tên khối nhà học của cấp tiểu học là Hoàng Sa, khối nhà của trường trung học cơ sở là Trường Sa và các dãy phòng học được đặt tên theo tên những hòn đảo. Trong đó có hai dãy phòng được đặt tên là Lưỡi Liềm và An Vĩnh, hai đảo thuộc Hoàng Sa, hai dãy phòng khác được đặt tên Song Tử và Thị Tứ, hai đảo thuộc Trường Sa. Có hàng ngàn câu chuyện nhỏ như thế vẫn hiện diện quanh ta mỗi ngày, như nhắc nhớ về mảnh đất yêu thương giữa trùng dương, giờ vẫn chưa về cùng đất mẹ Việt Nam. Và những câu chuyện lặng thầm như thế lại là lời nhắc nhớ sâu thẳm rằng chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để mảnh đất máu thịt không còn bị cắt rời, mà việc đầu tiên là không được phép lãng quên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!